xin chào anh em chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình những anh em nào mà chưa đăng ký kênh của mình thì anh em hãy ấn vào nút đăng ký màu đỏ và ấn vào nút rung chuông để có thể nhận được những clip mới nhất mỗi khi mình lên những sản phẩm mới thì anh em có thể xem được ngay nhận được thông báo để không bỏ lỡ được những chiếc đồng hồ mà anh em yêu thích phiên tối nay thì mình lên giao lưu với anh em là bốn chiếc đồng hồ citizen à, tất cả đều bốn chiếc này đều là bọc vàng à, chiếc đầu tiên thì mình giao lưu với anh em đó là chiếc đồng hồ citizen À, dòng uh, Super Z um, Autodesk 3, 3 ngôi sao à, Trước này thì nó có zin cả cái hộp zin như thế này à, Trên tay mình là chiếc đồng hồ Citizen Super Z Autodesk uh, dòng 39Z uh, à, Trước này là dòng 3 ngôi sao đen in chìm ở trên uh, mặt đeo hồ chiếc này thì nó có cái mặt đeo là màu uh, trắng chảy tia từ tâm à, mặt đeo màu trắng bạc À, kim và các cọc số của nó là màu vàng nổi khối Anh em để ý cái các hộp số của nó là rất là to Nhìn cái mặt số của nó rất là bề thế à, Chiếc này nó có một ô lịch ngày ở vị trí góc 3 giờ Lịch của nó là lịch chỉnh 9-12 à, Máy của những chiếc này thì nó là máy cơ automatic Và nó có cả hỗ trợ chức năng lên cốt bằng tay anh em nhé à, Máy 39G, máy vàng Nói chung là máy ở trên những chiếc như thế này thì nó cũng giống như ở trên những chiếc ba uh, sao nổi ba uh, sao nổi vàng ấy. tuy nhiên là nó khác ở một chỗ là cái mặt đều của những chiếc như thế này thì nó nhỏ hơn nửa sai so với lại những chiếc ba sao nổi to anh em nhé những chiếc ba ngôi sao nổi vàng ấy thì cái mặt đều của nó là to hơn những chiếc như thế này nửa ly uh, chiếc này thì nó ở trong tình trạng là uh, zin nguyên của máy luôn uh, đúng là nó còn có chữ Czen ở đây logo Cizen uh, bọc vàng toàn thân À, nói chung là chiếc này thì nó ở trong tình trạng là nguyên bản à, lớp vàng của nó là còn à, rất là lì bốn à, cái đầu càng còn nguyên si luôn chưa hề mòn vàng một tí nào cả à, bọc vàng toàn thân à, dày 100 micron 14k gold fill ở sau của nó thì nó là cái dòng đáy bằng à, anh em sẽ nhìn thấy cái dòng chữ start à, những chiếc mà có start này thì cái chất liệu của nó thường là chất liệu cao cấp à, bọc 100 micron 14k gold fill à, Super Z Auto Date bọc vàng toàn thân luôn rất là đẹp à, nó có một vài chỗ ở cái rìa này nó đang lên tiết đỉa ở hai cái bên đầu dây này à, mình để nguyên à, size mặt của chiếc này là size 37 mươi mm. À, cái đầu size dây của nó là 18 anh em nhé Cái dòng season Super Z Auto Date này thì anh em chơi nó có Nó nó không còn xa lạ gì với anh em nữa rồi à, Nó là cái dòng À, khá là đỉnh của dòng Citizen. À, những dòng như thế này thì nó chỉ sau cái dòng uh, Citizen Super Z mà có hình ba ngôi sao vàng nổi ở bên dưới này. Và vài bữa trước là mình có lên uh, giao lưu với anh em đấy. Trước này cái lớp vào vàng của nó còn cực kỳ là nét luôn, chưa có chỗ là bong mòn gì hết. À, trước ngày này uh, mã số 1, đầu tiên là nó zin cảm cái hộp gỗ zin như thế này, mình xin phép giao lưu anh em với giá là 12 triệu. Mã số 1 giá là 12 triệu à, Tiếp theo là mã số 2 Mã số 2 này là một chiếc Cũng là một chiếc gen Super Dulux Dead uh, 25G uh, Dòng uh, 3 ngôi sao nổi Chiếc này thì mới hôm trước thì mình đã giao lưu với anh em uh, Quay lên giao lưu với anh em rồi thì Hôm nay uh, bỏ vào để cho nó đủ bộ bốn uh, chiếc thôi Chiếc này thì nó cũng có cái xe mặt là 37mm uh, Máy cơ lên dây vàng hồng zin uh, nguyên của máy rất là đẹp Chiếc này nó có cả zin cả cái khóa Mình mới kiếm được cái khóa zin cho em nó Bọc vàng toàn thân luôn à, Dây của nó là dây uh, da bò khâu tay anh em nhé Da xịn đấy à, Trước này thì uh, nguyên công lên như thế này Mình giao lưu với anh em với giá là 8,5 triệu à, Bao gồm cả dây và khóa ZIN Khóa Citizen ZIN à, Mã số 2 giá là 8,5 triệu à, Tiếp theo là mã số 3 Uh, chiếc này là một uh, chiếc sygen uh, uh, lắc dòng uh, chiếc này đó là dòng 21 mươi một g parasok finot uh, chiếc này thì uh, nó khá là ít gặp anh em để ý là cái mặt đầu của nó là mặt đầu màu vàng mỡ gà tuy nhiên là trên cái mặt đầu của nó là mặt đầu uh, uh, vân và nhám uh, dạng vân 3 d nổi anh em nhé rất là đẹp đấy ạ. anh em nhìn trực tiếp sẽ thấy nó rất là đẹp À, kim và các cọc số của nó là màu vàng nổi khối, các cọc số là dạng cọc số bút chì, kim của nó là dạng à, kim lá lúa, dinh nguyên của máy luôn, à, bọc vàng toàn thân, à, Citizen Dulux 14 bốn k goldfield, goldfield à, à, toàn à, bọc vàng toàn thân. Chiếc à, này thì à, nó có đi kèm với cái bộ dây à, da bò và cái khóa linh kiện. Chiếc này nó có cái xe mặt là 35mm à, Riêng nguyên cổ máy à, Chiếc này mình xin phép giao lưu anh em với giá là 4 triệu rưỡi Một cái mà, chiếc đồng hồ Citizen Dulux Cực kỳ là độc Mã số 3 giá là 4 triệu rưỡi À, tiếp theo là mã số 4 à, Mã số 4 này là một chiếc uh, cực kỳ là độc luôn à, Chiếc này là chiếc uh, Shizen 3 sao Nó là cái dòng uh, tiền thân của cái dòng uh, 3 sao nổi này Đó, Nó là cái dòng tiền thân của dòng 3 sao nổi này Máy của nó là máy cơ lên dây, máy vàng hồng à, Những chiếc Shizen hoặc những chiếc Senko mà ở phía trên uh, cái logo Senko hoặc là logo Citizen như thế này mà nó có chữ C hoặc là nó có chữ S gì thì đấy là những chiếc đồng hồ Citizen hoặc là đồng hồ Seiko mà nó là được sản xuất ở thế hệ đầu tiên anh em nhé được sản xuất ở thế hệ đầu tiên cho nên là những chiếc như thế nó có cái size thường là size từ uh, 33, 34 đến 35 là cái chuẩn cái size vintage mà uh, của những chiếc đồng hồ xa xỉ ngày xưa mà uh, nó mặc định uh, ở những size như thế uh, chiếc này thì uh, nó cũng cực kỳ là độc À, để mình zoom lên cho anh em xem. À, mặt đầu của nó là mặt đeo trắng, à, dạng trắng men, trắng men sứ đấy. À, các cọc số của nó là màu vàng nổi, kim của nó là kim vàng là lúa. À, cọc à, 9 giờ, 6 giờ và 3 giờ nó là dạng cọc răng cá mập, cặp 12 giờ nó là cọc đôi. À, phía dưới là logo chữ C, Citizen và ba ngôi sao. À, những dòng ba ngôi sao ở thường nó là những dòng cao cấp anh em nhé. À, máy cơ lên dây 19G Parasoc Finot À, chiếc này thì zin nguyên củ máy luôn à, bọc vàng toàn thân rất là đẹp à, chiếc này thì uh, nó có rất là thứ nhất là nó rất là hiếm à, vì nó được sản xuất ở thời uh, kỳ đầu thứ hai nữa cái chiếc này nó là dạng uh, càng gãy chân quỳ à, anh em thấy những chiếc đồng hồ càng gãy này thường có ở trên những dòng uh, Omega càng gãy Đó. chiếc này thì chân nó là thiết kế dạng chân quỳ à, núm này của nó là núm zin anh em nhé Tuy nhiên là nó là dòng lên dây anh em lên dây nhiều như thế này cho nên là nó bị à, mòn, à, mòn bớt cái núm đi rồi Chân càng của nó là dạng chân quỳ Những chiếc như thế này thì à, cực kỳ là hiếm và cái giá trị sưu tầm của nó rất là cao à, Mặt sau của nó lớp bọc vàng còn cực kỳ là đẹp 14K dày Chiếc này bọc rất là dày anh em nhé, dày 50 micron lận đấy à, Rất hiếm khi gặp những chiếc đồng hồ mà nó bọc 50 micron như thế này máy cơ lên dây 17 g máy vàng hồng chiếc này thì nó có cái size mặt là 34 mm size dây là 18 <laughs> Những chiếc ở thế hệ đời đầu này mà anh em gặp được mà nó còn trong tình trạng đẹp như thế này thì nó cực kỳ là ít gặp, rất là hiếm. À, mà chiếc này thì nó lại là dạng à, càng gãy chân quỳ nữa. anh em nào yêu thích dòng uh, Citizen thì uh, những chiếc cổ uh, phiên ngày hôm nay thì uh, anh em nên uh, sưu tầm vào trong cái bộ sưu tập của mình để cho cái bộ sưu tập của mình nó phong phú uh, anh em nào thích những chiếc đồng hồ uh, uh, form độc lạ thì cũng có thể uh, tạo về để có thể uh, chơi uh, và sưu tầm uh, chiếc mã số 4 này size là 30, uh, 34 mình sẽ phép giao lưu anh em với giá là 4,8 triệu C34 mã số 4 giá là ba giá giá là 4,8 triệu. Anh em nào có nhu cầu thì hãy vui lòng liên hệ với mình theo số điện thoại 0912300067. Đấy cũng là Zalo của mình. Anh em nào có nhu cầu với trong bốn chiếc xe gen của phiên ngày hôm nay, anh em có thể liên hệ với mình để có thể xem được những hình ảnh chi tiết video ảnh máy cũng như là về cách thức mua hàng nếu như anh em có nhu cầu. Mình xin cảm ơn anh em và hẹn gặp lại ở các clip sau.